Hi, xin chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay là Hữu Thiện đi làm về sớm và Hữu Thiện lên đây muốn chia sẻ, muốn trò chuyện với cả nhà. Vì thời gian Hữu Thiện sang đây, sang Mỹ cũng đã hơn 1 tháng 10 ngày rồi. Vì lúc sang đây thời gian cũng hơi bận rộn vì phải cố gắng hòa nhập cuộc sống bên đây. Cho nên Hữu Thiện không có dành thời gian để làm YouTube, không có dành thời gian để trò chuyện với cả nhà. Thì mong cả nhà mình thông cảm và luôn tiếp tục đồng hành và yêu thương Hữu Thiện. Như cái thời gian mà Hữu Thiện sang đây là cũng đã hơn 1 tháng 10 ngày rồi, và Hữu Thiện cũng không có làm video nhiều và không có trò chuyện với cả nhà nhiều, thì mong cả nhà thông cảm và cũng không mong muốn gì hơn là mong cả nhà mình tiếp tục yêu thương Hữu Thiện. Ngày nào như Hữu Thiện còn ở quê hương Bến Tre làm nhịp cầu thiện nguyện, nhịp cầu kết nối giữa mạnh thường quân và những mảnh đời khó khăn. Thì khi mình sang đây rồi mình cũng nhớ quê hương và cũng nhớ những hoàn cảnh khó khăn lắm, cũng trăn trở để là những hoàn cảnh khó khăn rồi cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà mình sang đây thì cũng đoàn tụ với gia đình, cũng may mắn là còn có gia đình bên đây, có niềm vui gia đình. Và niềm vui thứ hai đó là niềm vui trò chuyện cùng với quý vị khán giả. Cho nên Hữu Thiện rất là vui và lấy đó làm động lực để Hữu Thiện tiếp tục để cố gắng hòa nhập cuộc sống nơi đây. Vâng, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến cả nhà, đến mọi người đã luôn quan tâm ủng hộ cho Hữu Thiện nha. Và có một số bạn là hỏi Hữu Thiện là Hữu Thiện quay cái cảnh đường phố, quay những cái cảnh thiên nhiên bằng cái gì mà hình ảnh sắc nét đẹp. Và Hữu Thiện cũng xin thưa và xin trả lời đó là Hữu Thiện quay bằng cái con GoPro 8. Hữu Thiện trang bị cái con GoPro 8 để quay cảnh cho cả nhà mình xem. Vì cái quay video là cái đam mê và cái niềm vui của Hữu Thiện, cho nên nó là Hữu Thiện rất là thích. Và những cái món mà Hữu Thiện mua kèm theo á, phụ kiện cái con GoPro á, GoPro 8 Hữu Thiện rất là đầu tư cho nó. Đó. Như là Hữu Thiện có những cái món này nè. Và hôm nay á, là Hữu Thiện chia sẻ thêm một cái phụ kiện mà Hữu Thiện rất là ưng ý, đó là Media Mod. Cái này nó hỗ trợ cho mình quay rất là tốt. Và Hữu Thiện đặt mua trên Amazon. Ở bên Mỹ á, thì khi mình order hàng ở trên Amazon á, thì nó rất là nhanh, cũng giống như Hữu Thiện á, vừa đặt ngày hôm qua thì ngày hôm nay đó là họ đã chuyển tới rồi. Và ở bên đây á, mình muốn mua những cái phụ kiện điện tử, những cái thiết bị điện tử á, là mình lên Amazon là mình mua đều có hết cả nhà ơi. Như là Hữu Thiện á, mua những cái cục pin như thế này nè, đều lên Amazon mua hết luôn, nó rất là đầy đủ luôn. Nè, Hữu Thiện mua những cái cục pin mà hỗ trợ thêm cho cái máy quay của Hữu Thiện á, lên trên Amazon mình đặt. Như cái Media Mod này nè, đó, là Hữu Thiện đặt chỉ có bữa trước, ngày hôm trước và ngày hôm sau là nó đã giao đến tận tay mình rồi, và nó rất là nhanh chóng luôn và nó rất là đảm bảo luôn. Khi mà giao tới tận nhà mình á, có nhân viên họ chụp cái tấm hình cái món đồ này nè, họ chụp họ để trước nhà mình rồi, xong rồi đó, họ gửi cái hình đó qua bên điện thoại của mình và họ bấm chuông cho mình ra mình nhận, không có bị thất lạc luôn. Cái chính sách mà nó giao hàng á, rất là nhanh chóng và rất là tiện lợi và đảm bảo nữa, và hàng hàng hóa là đúng tiêu chuẩn chất lượng luôn. Khi mà mình lên cái trang web Amazon á, những cái sản phẩm mà mình cần, thí dụ như cục pin nè, rồi những cái sản phẩm như là Media Mod đó, mình coi mình ưng ý từng cái chi tiết, mình đọc trên đó và những cái hình ảnh thì mình coi đúng cái sản phẩm đó rồi mình đặt hàng, thì họ gửi về đúng cái sản phẩm cho mình luôn đó. Và free ship cho mình luôn, và nếu như mình không ưng ý thì mình có thể là gửi trả lại cho họ luôn. Cho nên chính sách Amazon đó, họ giao hàng rất là tốt luôn. Bây giờ thì Hữu Thiện sẽ khui cái Media Mod này cho cả nhà mình cùng xem nha, để xem cái cách nào mình dùng. Cái này mình cũng mới vừa order về đó, cho nên nó là mình muốn chia sẻ với cả nhà. Cái này hỗ trợ cho cái máy quay rất là tốt luôn. Xin mời cả nhà mình cùng theo dõi nha, để Hữu Thiện đặt cái máy quay quay lại cái Media Mod này cho cả nhà xem rõ nha. Như cả nhà thấy là trước mắt cả nhà, đây là con GoPro 8. Đây là cái con máy quay mà Hữu Thiện thường hay quay những cái video để gửi đến cho cả nhà mình xem. Thì như cả nhà mình xem qua những cái video thì hình ảnh chất lượng nó rất là đẹp luôn. Hình ảnh nó có thể là lên đến 1080 và 4K luôn. Và cái âm thanh nó cũng rất là chất lượng luôn. Như cả nhà thấy là phía trước nè, phía trước nó có cái mic âm thanh đây nè. Và phía sau nó cũng có mic âm thanh đây nè. Đây nè. Như là nó bắt âm thanh, nó là phía trước và phía sau, nó bắt âm thanh ở phía trước cái người mình cần quay và phía sau đó là mình nói, âm thanh nó là bắt âm thanh nó rất là tốt. Và hôm nay là Hữu Thiện là mua một cái phụ kiện là gọi là Media Mod để hỗ trợ cho Hữu Thiện quay nó rất là tốt. Và
Và hôm nay là Hữu Thiện muốn chia sẻ đến cả nhà là một cái thiết bị để hỗ trợ cho cái máy quay, nó là MediaMod. Đây, thì mình gắn cái máy quay vào trong cái thiết bị này nè để mình hỗ trợ, và mình kèm theo các thiết bị như là đèn hoặc là micro để nó hỗ trợ mình quay, nó rất là tốt cho cái máy quay của mình luôn. Thì bây giờ Hữu Thiện sẽ mở cái thiết bị này ra cho cả nhà mình cùng xem nha. Mình vừa mua cái thiết bị này ở trên cái trang Amazon, thì trong vòng một ngày là tới luôn. Amazon nó là cái trang bán hàng qua mạng, nó rất là mạnh ở trên đất Mỹ luôn, rộng lớn luôn. Mình mua từ hôm trước, rồi hôm sau đặt hàng là mình có rồi. Nó hỗ trợ, nó quay vậy nè, mình gắn vào để nó tăng cái âm lượng âm thanh lên. Cái này là sách hướng dẫn thôi, vì mình đã xem qua những bạn của mình đã có cái thiết bị này rồi, cho nên mình cũng biết sử dụng, cho nên mình không cần cái sách hướng dẫn này nữa. Cái phụ kiện đi theo cái MediaMod này á là gồm có một cái ốc ốc dặn này. Cái này là ốc dặn để cố định cái trên cái chân đứng của con Cobra đây. Đó. Ốc dặn này mình dặn vào đây nè. Đây là cái thiết bị của nó nè, MediaMod, nó chỉ có vậy thôi. Rất là đơn giản thôi cả nhà, chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà nó rất là hay là nó tích hợp thêm cái cổng này nè. Cái cổng này thì gắn thẳng vào cái con Google để mình ghim cái cổng âm thanh vào trong đây luôn. Đây. Cái MediaMod thì đơn giản thôi chứ không có gì hết á cả nhà. Nhưng mà nó rất là hay là nó thiết kế á là nó có một cái cổng nhỏ này nè. Nó có một cái cổng nhỏ này nè cả nhà. Thì khi mà mình gắn thẳng cái con Pro vào á thì nó sẽ cho mình ra thêm ba cổng ở phía sau. Này. Nó có ba, nó cho mình ra ba cổng này nè. Này á rất là quan trọng. Mình cắm cái mic tai nghe nè, đây, mình cắm cái thiết bị này nè. Mình cắm vào. Đó thì mình đã thu mic vào. Đó, mình cắm vừa cái jack 3.5 luôn à. Sản phẩm này rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào cho cả nhà mình cùng xem nha. Quanh á, là nó hỗ trợ cho mình hai cái này để mình gắn gắn những cái thiết bị như thế này. Ví dụ như mình gắn vào thiết bị này, thiết bị á, là cái micro hoặc là cái thiết bị mình bên hông, mình gắn thêm cái hỗ trợ đèn, mình gắn thêm cái đèn bên đây là để hỗ trợ mình quay, nó rất là tốt luôn. Mình gắn bên phải và mình gắn trên đầu thì để mình hỗ trợ cho mình quay, nó rất là tốt, vừa chất lượng hình ảnh và chất lượng âm thanh luôn. Và cái nút bấm nè, cái này là cái nút bấm mình bật tắt nè. Bên đây là nút nguồn, nó hỗ trợ gì luôn đó. Và bây giờ mình mở ra nha, mình nhấn cái nút này đó, mình chỉ cần mình nhấn nhẹ là nó bung cái này ra rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này, con Pro thì nó có cái nắp mình kéo xuống vậy để mình bật cái này ra, mình bật mình lấy cái này ra luôn, lấy cái này ra khỏi máy luôn đó. Mình tháo ra, mình tháo rời cái này ra luôn, tháo rời ra rồi mình lắp nó vào trong cái con Pro mình quay. Đây. Làm sao mà mình lắp để mình hướng cái cổng này nè, nó gắn với cái cổng này. Đấy. Mình đưa vào đó, vậy là xong rồi cả nhà. Đó, nó vô cái cắt vậy, mình bấm cho nó vô cái tắt vậy là vô khớp đó. Rồi mình đậy lại rồi xong. Đó, rất là nhanh gọn luôn, đơn giản, mình dễ tháo lắp nữa. Rồi xong thì mình sẽ gắn một cái chân quay. Đó, cái chân quay mình cũng mua trên Amazon luôn. Đây mình tháo cái chân nó ra, lấy cái chân nó ra. Xong mình lắp cái chân nó vào, lắp cái chân quay nó. Cái chân nó thì mình cũng mua ở trên Amazon luôn. Gắn vào xong mình dặn lại,
nhà thấy đơn giản không? Chỉ vậy thôi đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật cái con Chrome lên cho cả nhà mình xem nha. Nhấn nút nguồn nha. Đó, lên nguồn rồi đó. Bấm lên nguồn thì là nó kết nối tốt thành công rồi. Cái này mình bấm quay nè. Đó, khi mà nó nhảy dây nè. Thấy nó nhảy cái đèn đỏ nhấp nháy nè cả nhà. Ở phía trước nó cũng có nhấp nháy nè. Đó, vậy là nó đang quay á. Và cái sản phẩm MediaMod này á thì mình sử dụng nó đi kèm với cái micro. Đây, để mình lắp cái micro vào cho cả nhà mình xem nha. Cái micro này á, có thể là mình lắp ở trên đầu hướng vào cái người mà mình cần làm video. Đây, nó có cái chốt này là mình gài vô là dính thôi. Đó, rồi mình dặn cái quan này nè. Đó, mình dặn cái này mình siết lại nó. Rồi cứng ngắc luôn rồi nè. Rồi cái dây này á, thì mình cắm nó vào trong cái jack 3.5 này. Cắm vào cái jack 3.5 rồi. Để nó hỗ trợ cái âm thanh cho mình. Đây. Cả nhà xem rất là tiện luôn. Đó. Mình... Khi mà mình đi quay video á, mình chỉ cần cái MediaMod này. Thì nó hỗ trợ toàn bộ những cái tính năng vượt trội cho mình để mình thực hiện một cái video luôn. Nó mình gắn một cái thiết bị âm thanh này hướng vào cái người mà mình cần quay cái video. Thì nó hỗ trợ cái tiếng, cái âm thanh nó lọc bên ngoài rất là tốt luôn. Còn nếu như mình đi quay mà ở chỗ mà nó ồn ào. Đây, để Hữu Thiện quay cái mặt trước cho cả nhà mình xem. Nếu như mình đi quay cái chỗ mà nó ồn ào thì mình có thể lắp cái này vào để nó chống ồn. Lắp cái này nè. Ví dụ mình chạy ở ngoài trời rồi. Đây. Đó, mình chạy ở ngoài trời mình lắp cái này vào để nó chống ồn. Người Hữu Thiện rất là thích quay cái video cho nên nó là mình những cái đồ mà mình phụ kiện cho cái máy quay á, mình rất là ưng ý luôn, mình rất là thích. Nhưng mình phải tìm hiểu, mình tìm trên mạng để mình tìm đúng cái phụ kiện của nó để mình về mình quay. Mình gửi đến những hình ảnh cho cả nhà mình cùng xem. Và cái còn ở bên đây á thì mình sẽ lắp một cái đèn LED này. Đây là cái đèn cả nhà. Đó. Mình mua thêm cái hỗ trợ thêm cái đèn. Đó, cái đèn này thì mình lắp nó vào vậy nè. Đó, mình cũng siết nó lại luôn. Đấy, mình quay ban đêm rồi. Đó. Mình bật đèn lên nè. Đó. Đây. Đó. Chỉ có vậy thôi đó. Mình trang bị cho cái con Provo của mình, con máy quay của mình là vậy đó. Và cái cổng này á, thì mình kết nối á, là HDMI. Còn cái cổng này á, mình cắm sạc luôn. Mình ghim sạc trực tiếp bên đây luôn. Đấy, cả nhà xem cái trang bị cho con Provo. Cả nhà thấy như thế nào? Mình gỡ cái này ra. Nếu mình quay cái môi trường nó bình thường thì mình gỡ cái này ra. Không cần cái này đâu. Đó. Đó. Cả nhà xem cái phụ kiện mình lắp cho con máy quay của mình, cả nhà thấy như thế nào? Đó. Này là cái phần micro để nó hỗ trợ đó là mình quay cái âm thanh cho nó tốt. Đó. Mình quay một vòng cả nhà mình xem nha, mặt trước và mặt sau luôn. À, mặt trước cái máy quay mình vậy đó. Cái phần này thì hướng vào cái đối tượng mình cần quay để nó tăng cái âm lượng. Và cái này là cái đèn khi mình quay ở chế độ ban đêm. Mình bật lên. Đó. Mình quay ở chế độ ban đêm á,
thì hỗ trợ cái phần sáng cho mình những cái nơi nào tối mình quay ban ngày, ví dụ mình đi vào hang động hay gì á, mình quay những cái nơi tối á, mình bật cái đèn này lên đó, mình gắn trực tiếp lên cái máy quay của mình luôn, nó hỗ trợ rất là tốt. Và ở đây nó cục cái loa nè, nó hỗ trợ cho mình nghe được âm thanh rất là tốt luôn, cái loa hỗ trợ ngoài luôn. Cả nhà thấy như thế nào? Này á, là phần lo nó hỗ trợ âm thanh rất là tốt luôn. Nếu như mình mở cái máy quay mà cái lo của cái máy quay thì âm thanh nó rất là nhỏ, nhưng mà hôm nay á, là cái âm lượng nó tăng lên. Nó mình nghe rất là lớn luôn. Ví dụ như mình muốn quay một cái video mà mình muốn nghe lại cái âm thanh của video đó, nếu như cái âm lượng của cái máy quay thì nó nghe nhỏ lắm. Nhưng mà bây giờ nó tích hợp cùng với Media Mod này á, thì cái âm lượng nó tăng lên đó, nghe rất là lớn luôn. Này, cái lo đó nha, tích hợp âm thanh rất là tốt, mình nghe rất là rõ luôn. Nó rất là tiện lợi, nó tích hợp nhiều thứ lắm. Thì cũng xin tóm tắt sơ qua về công dụng của cái Media Mod này cho cả nhà mình nắm bắt được nha. Thứ nhất, cái công dụng thứ nhất á, là tích hợp cho mình ba cái cổng này. Cổng thứ nhất là cái cổng jack 3.5. Cổng jack 3.5 này á, là hỗ trợ cái micro, cái mic để tăng cái âm lượng, để nghe nó âm lượng mình thâu cái âm thanh vào nó lớn hơn. Và cái cổng thứ hai, cái cổng này là cái cổng dây sạc này. Và cái cổng thứ ba là cổng HDMI để mình gắn trực tiếp lên TV, mình xem trực tiếp lên TV luôn. Đó là cái công dụng thứ nhất của cái Media Mod này, nó rất là hay. Và công dụng thứ hai là nó tải cái lo, đây là cái phần lo nè, nó tải cái lo ngoài mình nghe rất là lớn từ trước ra sau luôn. Đây là cái phần lo của cái Media Mod này. Thì nếu mà cái máy quay mình bình thường, cái Rural 8 á, thì âm thanh nó không có được lớn lắm, nhưng mà khi mà mình gắn cái này vào á, âm thanh cái âm lượng nó nghe rất là lớn. Và cái công dụng thứ ba á, là mình gắn được những cái đèn này đó, mình gắn cái đèn mà thiết bị này để hỗ trợ cho mình quay ban đêm ở những nơi có vùng tối, rất là hữu dụng luôn. Mà mình chỉ cầm gì mình quay thôi đó. Mình đi quay á, mình đi quay mình chỉ cầm vậy nè, mình cầm gì mình quay thôi. Một cái là cái micro mic để hỗ trợ âm thanh, và một cái là cái đèn quay để hỗ trợ ánh sáng, âm thanh và ánh sáng là hai cái yếu tố quan trọng để mà làm một cái video đẹp để gửi đến cho cả nhà mình xem đó. Nếu như mình quay một cái video thiệt là đẹp mà thiếu đi âm thanh nghe không có rõ thì cũng mất đi cái hấp dẫn của nó. Và mình quay một cái video âm thanh nghe rất là hay luôn, nhưng mà chỗ đó ánh sáng thiếu, ánh sáng không có đủ, thì chỗ nếu như chỗ đó thiếu ánh sáng thì mình phải cần phải hỗ trợ ánh sáng. Mình chỉ cần cái máy quay này là đủ rồi. Mình tích hợp thêm cái đèn nè với cái mic, đó là hai yếu tố quan trọng, đó là âm thanh và ánh sáng, để làm một cái video tốt gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Hữu Thiện vừa chia sẻ cho cả nhà mình xem cái công dụng của Media Mod, thì cả nhà xem cả nhà thấy như thế nào thì cả nhà nhớ để comment bên dưới như là động lực cho Hữu Thiện để làm video sau được hay hơn và tốt hơn nữa nha. Hữu Thiện quay cho cả nhà mình xem nha. Vâng, Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Hữu Thiện nha.